Chào bạn. Hôm nay Thế Giới Nam Châm xin giới thiệu với bạn là sản phẩm là nam châm tấm với kích thước rất là đặc biệt, nó dạng hình thang. Khách hàng yêu cầu chúng tôi làm một tấm nam châm phẳng với kích thước là chiều rộng đáy lớn là 420mm, đáy nhỏ là 310mm, chiều cao của hình thang là 310 luôn ạ. Hình thang cân và khách hàng yêu cầu đặt ra bài toán với chúng tôi là cái khoảng cách hút từ bề mặt của nam châm đến mặt nguyên liệu là chiều cao đạt 15cm. Ở đây chúng tôi đang thử cái khoảng cách là đang đặt ở khoảng cách là 16cm. Tính từ bề mặt của nam châm đến bề mặt đất. Nguyên liệu chúng ta sẽ đi ở bên dưới này và tạp chất sắt sẽ được hút lên trên và nguyên liệu vẫn tiếp tục chạy qua đây. Trong trường hợp này là khách hàng lắp vào trong hệ thống máy nên là nguyên liệu nó sẽ rơi tự do qua cái vị trí của nam châm và nó sẽ hút sắt ở lại, còn cái nguyên liệu tiếp tục trôi qua. Đây chúng ta sẽ thử các cái dạng đinh ốc để xem là có hút được triệt để không ạ. Đây sản phẩm chúng tôi là các chi tiết mà chúng ta có thể là quên trên dây chuyền sản xuất bằng kim loại, có thể cái này bằng inox này, inox nhiễm. Chúng ta thử lại nhé. Sản phẩm được hút một cách triệt để và rất chắc chắn. Khi nguyên liệu có lẫn tạp chất sắt thì nó sẽ được giữ lại một cách triệt để. Khi khách hàng cần vệ sinh thì khách hàng có thể tháo vị trí 4 con ốc này ra để dỡ tấm nam châm rời ra khỏi vị trí để có thể là vệ sinh tạp chất sắt. Đây chúng ta sẽ tiến hành luôn cái việc tháo ra. Hàng đây là được thử cho khách nên là chúng tôi cần bọc cái này. Hàng còn mới, rất là nguyên. Mới nguyên luôn. Được hút rất là tốt. Trọng lượng của cái tấm nam châm này chỉ là 10kg thôi nhưng khoảng cách hút của nó lên đến 15cm. Sản phẩm này thì khách hàng họ sẽ thiết kế ở dạng nam châm dạng zigzag. Khi nguyên liệu đi qua nó sẽ dạng đi theo chữ Z. Và cái vị trí lắp đặt cái nam châm này là trên cái hệ thống gầu tải nguyên liệu từ trên bồn xuống. Và nguyên liệu nó sẽ rơi song song và sát với bề mặt của cái nam châm này dạng như này. Nó sẽ rơi thẳng xuống, còn nếu mà nó là có sắt ở đấy thì nó sẽ bay vào bề mặt nam châm. Nên là bề mặt nam châm này sẽ không chịu tác động lực trực tiếp từ nguyên liệu, nó không đi thẳng vào bề mặt và không gây mòn cho nam châm, không gây tác động vào cái bề mặt nam châm, là không gây nóng và nhanh hỏng cho sản phẩm nam châm, mà nó sẽ đi bên ngoài, chỉ có cái nào có sắt thì nó sẽ bay vào trong này, nó sẽ hút vào, tại vì khoảng cách của nam châm là đạt rất xa, khoảng cách nó hút đạt rất là xa. Khách hàng có nhu cầu chi tiết xin liên hệ là số điện thoại hotline là 0989617369, 0865282855, số hotline Hồ Chí Minh là 0765282855. Website của chúng tôi là thegioinamcham.com. Cảm ơn.